Thượng Dương xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Thượng Dương xin tặng anh chị và các bạn công thức làm bánh bao trứng muối. Thượng Dương xin mời anh chị và các bạn cùng vào bếp thực hiện với Thượng Dương nhé. Vậy là trước tiên để chúng ta chuẩn bị làm cái bánh bao trứng muối đó, thì cái phần bánh bao là cái phần vỏ là quan trọng nhất. Hôm nay Thượng Dương chia sẻ cho các bạn về cái bột làm bánh bao nhé. Thì ở đây Thượng Dương ở trong siêu thị Thượng Dương đã thử ra qua hết tất cả các loại bột rồi các bạn. Nhưng Thượng Dương thấy cái bột chia sẻ cho các bạn cái bột này ha, đó là bột mì bông hồng. Bột mì bông hồng của Vĩnh Sinh Ký các bạn nhé. Và có một loại bột mì nữa mà Thuận Dương hôm nay đặt hết hàng rồi. Tại vì bột mì này là các anh chị mà trong cái đầu bếp đó, họ chuyên làm bánh bao đó, họ mua, nhưng mà thật sự mua cái hàng này rất là khó. Ở quận 5, ở Sài Gòn chỉ có một địa chỉ mua thôi. Mà hôm nay Thuận Dương mua đã hết hàng rồi. Hôm sau Thuận Dương mua và Thuận Dương tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái bột rất là đặc biệt. Đó là bột làm bột mì làm bánh bao nha. Thì hôm nay bột đã hết thì các bạn sẽ dùng cái bột này các bạn nhé. Thì bột này cũng rất là ngon, cũng được làm cũng tương đương với gần với bột kia đó các bạn. Rồi, để trước tiên làm vỏ bánh bao á, thì Thuận Dương chia sẻ cho các bạn về cái phần các bạn sẽ làm bột cái trước. Các bạn sẽ ủ bột cái trước nha. Thì Thuận Dương sẽ cho 200g bột cái các bạn nha. Đây là 200g bột mì nè. Bột mì từ cái bột của hoa bột mì hồng bông hồng này ha. Thuận Dương sẽ cho 200g. Và 200g đó các bạn sẽ đổ 250g nước ha. Thuận Dương sẽ đổ 250g nước. Và các bạn sẽ cho 100, các bạn sẽ cho men nha. Các bạn sẽ cho 6 gram men nè, men ngọt các bạn nha. Các bạn bỏ vào. Rồi các bạn sẽ cho đường 120g đường. Rồi các bạn cho 100 ua. Thật sự ra cái công thức làm bánh bao ở đây Thuận Dương muốn chia sẻ cho các bạn này. Thuận Dương thấy các bạn thường chia sẻ làm bánh bao á, thường các bạn thường bỏ sữa. Thật sự ra các bạn bỏ sữa tư á, các bạn sữa tư không thì giúp làm cho cái bánh bao của bạn không nở đâu. Tại vì cái bột làm bánh bao á, các cần cái hàm lượng protein bột mì nó thấp. Nhưng mà khi các bạn bỏ sữa vào protein nó cao thì giúp cho cái bánh bao bạn không nở. Nên tại sao chắc chắn rằng có thể là Thuận Dương chia sẻ cho các bạn đây là cái bí quyết làm cho cái vỏ bánh bao các bạn thơm, đó là nhờ cái sữa chua này ha. Các bạn nào chưa sử dụng sữa chua thì các bạn nên sử dụng thử nha. Sữa chua này thật sự nó cũng giúp cho các bạn là gì, cái vỏ nó thơm, cái vỏ bánh bao nó thơm. Tại vì các bạn bỏ mà cái vani á, nếu mà các bạn bỏ vani mà vani của Pháp á thì màu nó vàng, vỏ bánh nó không ngon. Nhưng mà nếu như các bạn bỏ vani màu trắng á, bột trắng, thì Thuận Dương thấy là Thuận Dương không thích cái vani đó. Thì Thuận Dương sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết nha. Cái vỏ bánh bao các bạn sẽ bỏ sữa chua. Đây ha, 100g sữa chua các bạn nhé. Các bạn ăn sẽ các bạn cái vỏ các bạn nó sẽ rất là thơm. Rồi các bạn sẽ cho thêm dầu ăn. Mình cho 20g dầu ăn nha. Bạn nào không có dầu ăn thì Thuận Dương làm vỏ bánh bao Thuận Dương làm bằng dầu mỡ heo. Mỡ heo này thì nhiều lúc mỡ heo ở của hàng xóm của lòng heo sạch đó thì mình lấy cái mỡ heo đó. Thì bạn nào không có mỡ heo thì các bạn cho dầu ăn. Mà thật sự cái mỡ heo thì cái vỏ bánh các bạn nó thơm lắm ha. Hai mươi gram dầu ăn các bạn nha. Rồi sau khi các bạn trộn đều ha, mình làm cái mang cái trước nha các bạn nha. Mình ủ cái bột cái trước rồi các bạn quậy lên nha. Các bạn quậy đều nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Đây mình để cho các bạn xem nha. Rồi các bạn cứ cầm quậy đều lên thôi. Rồi sau khi các bạn trộn đều rồi các bạn trộn lên ha. Rồi các bạn sẽ lấy cái phách phốt này các bạn che nó lại ha.
Rồi các bạn sẽ để trong vòng 1 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ để ủ 1 tiếng đồng hồ nha. Ủ khi nào nó nở lên. Một tiếng đồng hồ nó sẽ ủ, nó sẽ nở cái bọt lên các bạn nhé. Rồi chúng ta để qua một bên. Đó là về cái phần bột. Rồi tiếp tục Thuận Dương sẽ chia sẻ về các bạn về các phần nhân. Về cái phần nhân ấy, thì các bạn sẽ cho 600g thịt nạc vai. Các bạn sẽ chọn thịt nạc vai nha. Nhưng mà ở đây này các bạn đừng có cắt sai thịt. Tại vì mình thấy trong quá trình làm mà xay thịt nó sẽ không có ngon. Mà các bạn sẽ mua về xong rồi các bạn xắt nhỏ xong các bạn bằm thì cái thịt nó bạn nó rất là ngon. Ăn có vẻ nó thơm đó các bạn. Thì đây là Thuận Dương bằm chứ không có sai các bạn nhé. Đây là 600g thịt nạc dăm. Và các bạn cho 100. Trong khi các bạn cho về cái phần giò sống các bạn mình nhắc lại ha. 600g thịt nạc dăm mà các bạn mua về các bạn gì bằm ha. Và sau đó các bạn sẽ cho 100g giò sống. 100g giò sống nè. Rồi các bạn sẽ cho 36g đường ha. 36g đường. Rồi bột ngọt các bạn cho 12g. Bột ngọt thì mình đã cho vào rồi. Và sau đó các bạn sẽ nêm muối ha. Nêm muối các bạn sẽ cho 8g muối. Mình sẽ cho vào mài đen nha. Vào mài đen thì các bạn cho 10g. Cho 2 muỗng. Rồi. Tiêu đen. Các bạn tiêu đen thì các bạn cho 1 muỗng cũng được. Các bạn bạn thích ăn cay thì cho thêm ha, nhưng mà đây cũng được. Các bạn cho 1 muỗng cà phê ha, 2 muỗng cà phê. Rồi, nếu mà các bạn bỏ có bột bắp á, các bạn sẽ cho bột bắp vào một tí thôi nha, một muỗng cà phê bột bắp thôi nha các bạn nha, để cho nó dẻo đẹo lại đó. Còn không có thì cũng không sao. Rồi bây giờ Thành Duyên sẽ đeo bao tay vào nha. Đeo bao tay vào cái bọng trộn thịt và cái giò sống cho nó hòa hiện lại với nhau. Rồi về cái phần này các bạn bóp nhuyễn nha. Để cho cái giữa cái giò sống đó các bạn nó trộn vào cái thịt á. Ba thăng lấy cái kéo á, ba thăng cắt nhùm cái bao này ra cho mẹ với. Cái kéo này anh nè. Các bạn nhớ nha, thịt là các bạn không có xay nha các bạn nha, các bạn bằm đi nó thơm lắm. Sau khi ra cái thịt ăn nó hồng hồng á. Các bạn ba lấy cho mẹ muỗng nhỏ thôi. Cái này các bạn thì bỏ thêm một muỗng bột bắp ha. Không có bột bắp thì các bạn bỏ bột mì vẫn được không sao. Mình thích ăn xí tiêu nữa cho nó cay cay ha. Mình bỏ tiêu vào. Tùy theo cái vị cay các bạn nha. Thì trong quá trình các bạn làm á, thì cái công thức thì thực sự đó các bạn thích ăn mặn tùy theo nhà các bạn. Các bạn thích ăn mặn thì các bạn thích ăn hơi lạ. Còn nhà mình sẽ ăn vừa. Các bạn trộn lên cho nó đều. Này mình nhắc lại các bạn nha. Muỗng đó các bạn bỏ vô trên này muỗng. Rồi bỏ vô.
Cái này là bột mì các bạn nha. Ồ, ba cho nhiều á, nửa muỗng thôi. Bỏ bột bột mì hoặc là bột bắp vào á, để giúp cho cái thịt các bạn á nó cái chín á. Bạn nào thích ăn bột nem gà thì các bạn bỏ vô một tí nó cũng ngon lắm nha. Rồi các bạn thấy không, bột trộn này. Rồi về cái phần thịt thì tới đây mình sẽ xong rồi các bạn nha. Rồi các bạn sẽ bỏ vào tủ lạnh, các bạn để cho nó thấm thịt á, bỏ vào tủ lạnh chờ tới khi cái kia chờ các bạn chờ một cái ra một tiếng là các bạn lấy, các bạn bỏ vào rau củ quả vào. Rồi ha, các bạn sẽ lấy cái fast food này các bạn đậy lại. Rồi các bạn lấy cái này các bạn chờ ha, các bạn sẽ để trong tủ lạnh nha các bạn nha. Rồi các bạn sẽ để tủ lạnh nha, để cho thịt nó thấm vào. Rồi sau khi Thần Dương đã bỏ cái thịt này á vào tủ mát rồi một tiếng đồng hồ rồi các bạn này, để cho cái thịt nó dẻo á, thì bây giờ Thần Dương sẽ lấy ra nha. Thần Dương sẽ lấy ra, Thần Dương cho các bạn nhìn nè. Củ hành tây các bạn nha, củ hành tây các bạn là 100g hành tây ha, các bạn băm nhuyễn đi, băm nhỏ ra, sau các bạn vắt ra, vắt cho khô ráo nước đi. Củ hành tây các bạn nhé. Rồi củ hành tím, củ hành tím ha, vắt cỡ đi 100g các bạn nha. Rồi củ sén các bạn cũng sắc nhỏ, bào nhỏ ra, rồi các bạn vét nước sạch sẽ ha, cho nó khô. Rồi cái này cũng là 100. Nấm tay mèo các bạn nha, nấm tay mèo các bạn cho 2 cái nấm tay mèo là vừa. Rồi các bạn bỏ xong á, các bạn bóp lên lại, chọn cho nó hòa hiện lại. Tại vì trong quá trình mà các bạn như củ sáng á, các bạn đừng có xay nha. Tại vì các bạn xay nát quá ăn nó không còn ngon nữa. Mình bầm bầm nhỏ nhỏ như thế này nè, thì trong quá trình các bạn ăn á, các bạn cán nó sực sực cái miếng nó ngon lắm. Các bạn bóp cho nó thiệt nhuyễn. Rồi đó. Rồi, mình sẽ án lại cái lô tay nó bị như tụ con ngoài. Cho các bạn ha, các bạn thấy nó thành một cục như thế này nè. Quan trọng cho nó hòa hiện lại thì nó mới ngon các bạn nha. Thịt vừa rau củ quả thì nó ngon. Bây giờ mình sẽ vo viên lại các bạn ha. Ở đây thì mình làm trứng muối nha các bạn. Các bạn mua trứng về nè. Sau khi các bạn mua trứng về á, các bạn nướng sơ qua với dầu mè ha. Nè các bạn, trứng muối. Rồi các bạn mà thích ăn trứng cút thì các bạn làm trứng cút nha. Bây giờ mình sẽ vo viên ra. À,
Với cái bánh bao này Thuận Dương sẽ làm 150g một cái bánh bao, thì Thuận Dương sẽ cho nó là 50g, thì các bạn 150g, thì với phần nhân á, thì Thuận Dương sẽ làm 70 thôi, 70 phần nhân và gọn nhân phần và có trứng là 70g nha, còn phần bọc là 80, là một cái bánh 150g. Bạn nào muốn ăn to hơn thì bạn sẽ làm to hơn. Bây giờ mình sẽ căng, mình căng mình vo viên các bạn. Mình sẽ cho phần nhân với phần này là 70 thôi. Rồi. Các bạn sẽ bỏ chính giữa ha, các bạn vo viên lại nè. Để sau khi các bạn mở ra các bạn cắt cái bánh ăn nó ngon. Rồi các bạn thấy vo viên vậy ha. Rồi 70% ha. Rồi các bạn nhìn. Rồi mình sẽ làm tiếp tục nha, mình làm cho đến khi mình hết cái phần này. Bạn thấy nó dẻo, cục bột có cục thịt ngon ha. Các bạn cân á, thì cái cục thịt các bạn lên nó đều, bánh các bạn nó đều, cái nào cũng đều bằng nhau hết. Rồi. À, các bạn xong trong quá trình mình đã nhồi viên rồi đó các bạn, thì ở đây là mình 600g thịt, thì mình ra làm ra được cái này là 15 vo được 15 quả ha. Còn cái này là được là 10. Cái này thường làm bằng trứng cút ha. Còn cái này là làm bằng trứng muối. Bạn nào thích ăn trứng muối thì các bạn thử thử cái vị trứng muối nó cũng rất là ngon ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình cút thì mình ở lại. Bây giờ mình sẽ qua cái phần bột. Trong quá trình làm các bạn làm thịt trước nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Anh bỏ giùm tủ lạnh trên đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần bột các bạn nhé. Đây cái phần bột hồi nãy. Các bạn ơi, cái phần bột cái á, mình sẽ làm cái phần bột cái từ nãy giờ mình sẽ ủ ha, ủ các bạn xem nè. Cái phần bột cái của mình bây giờ nó đã lên men rồi ha, nó đã nở nè các bạn thấy không, nó có những cái trĩa tre rất là nhiều, bạn thêm ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn bột mì vào ha. Anh lấy cái gì giùm em. Rồi bây giờ mình sẽ, cái này là mình sẽ là 400g bột mì các bạn nhé. Cái này mình sẽ dùng bột mì này nha. Là tổng cộng bột của mình là 600g. Bây giờ mình sẽ nhập bỏ vô đây mình nhồi lần. Các
bánh bao quan trọng nhất là cái bột mì các bạn nha. Bột mì phải bảo bánh mềm và xốp. Bột mì các bạn nhớ rang qua các bạn nha, rang cho bột nó mịn. Chứ trong quá trình mà các bạn làm bột nó không mịn nó lắm cục cục á, ra nó sẽ không ngon. Mình sẽ xem thử mình sẽ nhờ. Mình có máy đánh bột nhưng mà mình không đánh, mình sẽ nhờ bàn tay các bạn nhé. Bây giờ với phần này thì Thuận Dương sẽ không có đeo bao tay nha, tại vì Thuận Dương muốn nhờ bàn tay để sự cảm nhận của cái tay của mình để biết được cái bột nó ngon á. Chứ Thuận Dương cũng có máy nhưng mà không thích dùng bằng máy. Thuận Dương muốn dùng bàn tay mà Thuận Dương cũng không đeo bao tay ha. Nên phải rửa sạch tay các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ bỏ vào đây các bạn nhồi nha. Thì bình thường á Thuận Dương sẽ nhồi trên cái đá đó. Nhưng mà hôm nay Thuận Dương sẽ nhồi đây cho các bạn xem. Quan trọng nhất là phần nhồi bột các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ở đây mình nhồi cho các bạn xem ha. Thật sự ra các bạn nói tập làm bánh các bạn cũng không cần phải mua máy đâu. Tại vì các bạn nhờ bàn tay á, các bạn cảm nhận được cái độ tay của các bạn thấy nó hay lắm. Mình mua máy gì mình để cho mà mình thích nhờ bàn tay thôi các bạn. Mới đào thì các bạn sẽ thấy nó chưa ra, nó sẽ nó như thế này. Bắt đầu các bạn nhầu. Các bạn nhầu rồi ha. Bạn sẽ nhầu lại. Lần lần các bạn sẽ tập làm nó sẽ quen. Các bạn nhầu nếu mà các bạn thấy nó khô khô thì các bạn cho thêm nước, thì ở đây thì mình sẽ căng cái tỷ lệ nó cũng vừa phải rồi. Bây giờ mình sẽ nhầu cho các bạn xem nha. Anh lấy cho em một tí nước nữa đi, tí nước có thêm đá nữa. Nếu như có khô thì em cho thêm một tí thôi. Nhưng mà cái bột thì cũng không khô lắm. Tùy theo nha, nếu mà cái bột của bạn á, mà nó để lâu quá nó sẽ cũ á, thì cái lượng nước nó hút nước nó sẽ nhiều thì các bạn cho thêm một tí. Có đá nữa. Cho thêm một tí đá cho em. Các bạn thấy không? Giờ mình sẽ nhồi ha. Các bạn chầm xíu cái cục bột nó lên. Nước có khi là mình cảm thấy nó khô quá mình cho thôi, nhưng mà thật sự mình đang nhầu mình thấy là cái lượng nước nó cũng vừa phải rồi. Ăn bột thôi các bạn. Thì mình làm ra được 8 cái, mình làm ít thôi.
Còn hôm nay mình sẽ làm nhiều. Này cũng ra được 20 cái. Các bạn biết sao, bình thường là mình dùng ít hơi 250g bột thì cái tay mình nó nhỏ đó. Bạn nhờ cái này xong rồi các bạn tót mồ hôi đó các bạn. Rồi mình nghĩ tí xin nói với các bạn nghe nha. Các bạn mà mới tập làm bánh, các bạn không cần phải mua máy đâu. Tại vì thật sự ra các bạn mua máy về các bạn chưa biết quen á, thì các bạn, với lại các bạn nào mà có điều kiện kinh tế mình khó khăn á, hoặc là các bạn lâu lâu với các bạn làm, thì tốt nhất các bạn cũng không nên mua máy. Các bạn cứ nhờ bằng tay đi, các bạn cứ nhờ bằng tay cái máy các bạn. Thật sự ra các bạn nhờ bằng tay, tại vì các bạn làm số lượng ít, mà cái máy các bạn nhờ bằng tay, các bạn nhờ đúng kỹ thuật, thì cái bánh các bạn ra rất là ngon. Còn mà các bạn thường xuyên mà làm bán luôn á, như là kinh doanh luôn á, thì các bạn phải mua máy. Còn gia đình mình ăn thì hàng tháng các bạn mới làm một lần. Rồi bỏ các phần đi bà. Rồi các bạn ơi, sau khi Thuận Dương đã nhau được cục bột rồi như thế này các bạn nhé. Các bạn thấy không, cục bột nó mềm. Mình nó mịn ha, nó mịn dẻo. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt ra ha. Mình sẽ cắt ra 150g hồi nãy là 70 ha. Bây giờ phần bột là cho mình cho nó là 80g. Anh lại cắt giùm cho em với anh. Em bỏ này ra luôn đi. Cái đĩa của em đi. Gì cái chính xác. Đây đây đây. Anh đang có đánh, anh đang có đánh phụ cho em. Đến đây cắt luôn sao? Chính xác rồi chứ. Thấy chưa? Tại vì cái cân này nó hơi rồi 80 đúng không? Chính xác luôn. Rồi. Nè các bạn xem mình gói bánh nha. Các bạn nhé. Các bạn nhìn nè. Bây lại bao quay gần lại cho các bạn xem mình gói bánh. Rồi các bạn ha nè. Thì dưới cục bột ai như dư nhân cho nó 60. Không, 80 thôi, 80 là đúng rồi. Cứ 80 đi. 80, đúng 80 chưa? Bác cái chai đúng 80 không đó. Thank you.
đây các bạn bỏ vô nha. Cái cách làm bánh này các bạn nè, đó là bông hoa xịt à, quay lại gần ấy cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cách gói bánh, cách làm bánh bao. Mình chia sẻ cho các cách gói bánh bao cho các bạn nha. Các bạn làm chỗ này cho nó mỏng đi thì cái nếp bánh của bạn nó sẽ đẹp nè. Rồi các bạn sẽ dùng này. Rồi các bạn nhìn nè. Ha, bao quay sát nè, cái tay ha. Cái ngón này các bạn đẩy lên nè. Nó giống như là các bạn đang nhíp cái lấy áo vậy đó, đó. Đó ha, các bạn nhìn nè. Đó. Chụp lại ha. Rồi. Rồi. Đó ha. Nè. Các bạn thấy không? Đấy nha. Rồi, sau đó các bạn sẽ sử dụng đó. Bạn bỏ đây. Rồi. Nha, đây. Rồi, các bạn đẩy lên ha. Này. Các bạn đi ha. Nó giống như mà các bạn đang nhíp cái lấy áo các bạn vậy đó. Đó, bạn đây nè. Đây đẩy nè, cái tay này đẩy này nè, đẩy lên ha. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên, đẩy lên. Bạn thấy nó ra chưa? Nó ra cánh hoa các bạn chưa? Rồi. 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 Đây là cho để nó khô bột. Nó khô cái nè. Rồi, bạn thấy rồi nè. Để mình đi từ từ cho các bạn xem nha. Rồi. Xíu nữa bắt đầu nó nở ra cánh hoa của bạn sẽ đẹp hơn nữa. Đó, các bạn cho nó xuống. Đẹp hơn ha. Kìa. Quay lại. Các bạn sẽ đậy lại cái bọc ha cho để nó khô các bạn nhé. Bạn nhìn nha, nè. Các bạn làm xong á, các bạn sẽ để đẩy như thế này nè. Để nhớ đẩy lên thịt cái phần nhân á. Các bạn
ơi, sau khi mình đã vo xong rồi các bạn này, mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình để cho bánh nở ha. Cỡ 45 phút nữa mình sẽ ủ bánh cho nó bánh nó nở ra, bắt đầu mình sẽ đi hấp ha. Quay sẽ gần các bạn xem đi ba. Các bạn quay gần cho các bạn xem nha. Rồi đây. Sau khi mình đã làm xong rồi, giờ mình sẽ ủ ha, ủ cho nó nở đi rồi mình sẽ đi hấp các bạn nhé. Các bạn sẽ chờ mình trong giây lát nha. Các bạn ơi, bây giờ bánh Thuận Dương đã ủ xong rồi 45 phút thì cái bánh nó sẽ nở các bạn ha. Các bạn đừng để bánh nó nở quá nha, nở quá ra cái bánh các bạn nó không có mịn đẹp đâu. Rồi bây giờ Thuận Dương sẽ nước sôi rồi nè. Các bạn sẽ để nước sôi thật sôi nha. Lửa thiệt lớn các bạn nhé, với bánh bao là lửa thiệt lớn. Ở nhà các bạn dùng bếp ga thì các bạn mở maximum luôn. Nóng các bạn ha, nước sôi, còn này điện. Mình đang hấp hai bên, tại vì mình đang hấp một cái nồi này và mình đang hấp cái nồi này các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ hấp trong vòng 15 phút nha. Bánh các bạn là 150g, các bạn sẽ hấp trong vòng 15 phút. Còn nếu các bánh các bạn nhỏ một cỡ 100g, 120 thì các bạn hấp sẽ 10 phút thôi. Mình sẽ bật 150g 15 phút. Rồi, mình sẽ hẹn tới 15 phút là máy mình sẽ cái lò mình sẽ tự tắt. Lửa thật lớn các bạn nhé. Lửa thật lớn thì cái bánh bao các bạn rất là ngon. Còn trong quá trình làm các bạn, mình thấy các bạn thêm giấm hoặc là thêm giấm với nước để giúp cho cái bánh bao của bạn trắng. Thật sự ra cái bánh bao của bạn đen á, thì các bạn bỏ giấm thì nó vẫn đen thôi. Mà nếu mà các bạn có bỏ giấm vào nó có trắng thì trắng trong lúc tại thời điểm mà các bạn vừa hấp xong nó trắng thôi. Nhưng mà sau khi đem ra thì vẫn là đen chứ không có trắng các bạn nhé. Thì các bạn dùng cái bánh, cái bột mì mà Thuận Dương chia sẻ đó, thì cái bột mì đó các bạn sẽ rất là ngon đó. Còn trong quá trình mà các bạn trắng quá, các bạn trắng như ngoài hàng á, thì thật sự ra là phải có bột hai thì nó mới trắng, mới trắng. Còn mình thì không cần phải sử dụng như vậy. Các bạn nhớ nha, lửa thật lớn, bánh bao các bạn nở sốt. Và nếu như các bạn chưa biết kinh nghiệm cái bánh bao của bạn mà nó sống á, tại vì trong quá trình các bạn hấp mà cái bánh bao các bạn nó sống á, thì trong quá trình các bạn ăn á, thì một phần cái bánh các bạn nó còn sống bên trong, nó nhão nhão giống như cái bột sống vậy đó. Còn khi mà các bạn để dấu hiệu mà các bạn biết được cái bánh bao các bạn chín thì sau khi các bạn hấp xong rồi, các bạn ra các bạn bóp nó, các bạn bóp thì nó lại gì, nó lại nở ra. Hoặc là các bạn chặn nó chín xong, nó chặn cái vỏ bánh đó, các bạn chặn nó xuống và sau khi nó bung ra lại thì đó là cái, trong quá trình đó là cái vỏ bánh các bạn chín rồi đó. Rồi trong thời gian chờ đợi 15 phút, Thuận Dương sẽ quay lại mà các bạn cùng thưởng thức cái bánh bao của Thuận Dương nha. Thuận Dương sẽ mời các bạn xem cái bánh bao của Thuận Dương trong quá trình hấp nha. Rồi mà các bạn xem nè, bánh đang nóng, rất là nóng ha. Đây đó, các bạn xem ha, rất là nở ha. Chờ 15 phút bánh chưa chín đâu. Rồi các bạn sẽ qua bên này xem luôn ha. Xem qua cái bếp bên này các bạn xem nè. Đó, rồi thấy ngon không? Đó, mình chưa chín nha, mình đầy lại các bạn nha. Đó. Các bạn ơi, bánh bây giờ đã xong rồi đó các bạn, chín rồi đó. Mình hấp 15 phút các bạn nhé. Các bạn để ý, nếu các bánh các bạn là 100g, 100 đến 120g thì các bạn sẽ hấp trong vòng 12 phút thôi. Còn một bánh của mình là 150g thì mình sẽ hấp trong vòng 13 đến 15 phút. Chắc chắn 100% là bánh chín. Trong quá trình các bạn nhìn nè, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Là cái bánh các bạn chín á, là nóng quá. Các bạn này, các bạn nhìn này ha. Ui, rất là nóng luôn á. Mình sẽ lấy cái nè, mình chia sẻ các bạn nhé. Bánh đã chín rồi các bạn. Các bạn cái dấu hiệu các bạn biết ha, bấm vô này đó, các bạn bóp vào. Đó, bóp vô mà nó có gì, nó nở ra, nó bung ra lại ha. Đó, bạn nhìn nè. Bánh chín nè, đàn hồi rất là tốt ha. Đó, bánh bạn đã chín ha. Rồi bây giờ mình sẽ nóng quá. Mình sẽ ăn
Và mình sẽ mình đang hấp bên này một nồi nữa các bạn. Anh quay gần gần lại cho các bạn xem anh. Để quay sát lại cho các bạn xem nhé. Anh đi xịt qua đây, anh đi xịt qua đây. Xem nha, nè bánh nè, các bạn bóp ha, nè, nó có độ đàn hồi, các bạn thấy cái độ đàn hồi nha, cái bánh đó, bánh rất là nắng luôn đó các bạn. Rồi, thì mình sẽ cùng thưởng thức các bạn nha. À, các bạn ơi, bây giờ mình đã hấp xong rồi đó, mình sẽ bỏ trong cái khối nhỏ nhỏ này, bắt đầu mình sẽ thưởng thức nha. Mình chia sẻ cho các bạn nè, ở đây cái vì cái nồi này nè mình cũng có, nhưng mà khi mà các bạn hấp á là nước nó sẽ chảy xuống cái đế nè, nó chảy xuống thì nó thấm lại trong cái bánh bao của bạn ở dưới đít, nó ướt thì nó sẽ không ngon. Nhưng mà nếu mà các bạn mà mua được những cái hấp như thế này nè, thì khi mà các bạn hấp á, các bạn không cần phải đậy khen luôn, các bạn không có sợ nước nó đớt xuống bánh, tại vì khi mà cái hơi của bạn nó bốc lên thì những cái lỗ khe hở này nó thoát ra ngoài rồi, nên các bạn hấp này nó có những cái khe hở phía dưới thì nó sẽ làm cho bánh của bạn khô dưới đít luôn các bạn nhé. Đó, các bạn rất là quan trọng nha, tại vì mình làm nhiều lần mình thấy đó, khi mà hấp cái nồi đi nắp sẽ bánh nó không có ngon, mà cái nồi này bánh rất là ngon luôn ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra để mình chuẩn bị thưởng thức các bạn. Ui, nóng quá. Các bạn làm như thế này rồi tối các bạn làm á, sáng hay dạy con các bạn ăn. Nhưng mà các bạn biết không, bánh bao á, mình làm xong rồi á, mình ví dụ như các bạn làm buổi tối á, thì các bạn để sáng thì các bạn hấp lại các bạn ăn rất là ngon. Bánh bao hấp lần thứ hai ăn ngon lắm các bạn. Chứ các bạn mới làm rồi ăn nó không ngon đâu, mà hấp lần thứ hai á, đó là cái bánh các bạn nó ngon lắm. Mình sẽ trang trí lên các bạn ha. Ơi, bà quay thấy cái này không? Chắc này đi. Rồi, thì nhưng mà các bạn thưởng thức nha. Rồi, bà để bên kia đi. Rồi, mẹ mời ba. Rồi, ba qua ăn thưởng thức thử cái bánh ba. Rồi, ba qua ngồi ăn. Rồi, đây là cái người mà quay phim cho mình, và cái người cũng rất là hôm qua giờ mình cứ mỗi lần làm như vậy á, là mỗi lần cũng nhờ anh lấy cái này lấy cái kia, thôi bây giờ rất là vất vả, bánh bao rất là vất vả rồi đúng không? Thôi bây giờ cũng mời ba Thăng thưởng thức cái bánh bao mẹ làm nha. Rồi em mời ba Thăng nè, mời ba Thăng đó. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha, cùng thưởng thức thử cái bánh bao nó xem sao. Nắm quá. Thì như mà cả nhà nha, mà cả nhà thưởng thức nè, các bạn xem nè. Wow, bánh bao ha, các bạn thấy không? Các bạn bánh nó mềm lắm. Đây là trứng muối các bạn nha, các bạn thấy trứng muối. Ăn thử nha. Wow, và bánh. Anh thấy cái vỏ bánh nó làm sao? Mềm ha. Các bạn làm sữa chua đó, cái vỏ bánh các bạn nó sẽ không có hôi, có mùi bột mì nữa các bạn nhé. Nhân vừa phải ăn ngon các bạn ạ. Các bạn thử cái trứng muối nè các bạn. Cái trứng muối ngon quá. Cái trứng muối ha. Ba, anh có thấy cái vỏ bánh ngon không? À, cũng vừa. Vừa không? Bên
trong quá trình mình ăn đó các bạn. Mình sẽ mời các bạn uống một miếng nước ha. Cái này là nước gắt. Uống 30ml thôi. Thuận Dương ơi, các bạn ơi, hôm nay Thuận Dương cũng chia sẻ cho các bạn này, sau khi mình ăn bánh bao xong á, mình sẽ uống 30ml, cái này nước gắt các bạn nhé. Ngon quá. Các bạn biết không, cái nước gắt này nè, trong cái chai nước gắt này á, là nó có gắt. Mà gắt ấy thì giúp cho cái da của mình á, giúp cho da đẹp nè, và mắt của mình nó khỏe, và nó cũng là cái chất chống lão hóa tế bào rất là tốt. Bước thứ hai, trong nước gắt này nó có trái cái trái sơn trà tử các bạn, mà trái sơn trà tử này nó tăng cường chức năng cái miễn dịch. Và đặc biệt nữa, trong cái chai nước gắt này nó có cái trái dứa Siberi, mà trái dứa Siberi này nó giúp cho trẻ hóa da và thanh lọc máu. Và trái thứ tư nữa là trái là Sili, và trái Sili này nó cũng giúp cho tăng hệ miễn dịch. Và khi mà mình Thuận Dương á, thì vì Thuận Dương dạy á, đào tạo kế toán, thì trong lúc mình cũng nói rất là nhiều, nhưng mà mình uống nước này mình thấy mình khỏe. Và thứ hai nữa là, mà các bạn nào mà có em bé đó, các bạn nào mà có em bé mà ăn mà khó tiêu á, đầy hơi khó tiêu, thì các bạn uống nước này thì nó giúp cho các bạn tiêu hóa rất là tốt luôn đó các bạn. Rồi, mà cái này là của Mỹ các bạn nhé. Rồi, hôm nay những cái gì mà mình thấy hay mình chia sẻ cho các bạn, thì chắc các bạn cùng biết, chúng ta cùng học hỏi với nhau. Video đã đến đây đã kết thúc, thì Thuận Dương cũng chúc các bạn làm với những thuốc này là chúc các bạn thành công. Và Thuận Dương cũng xin chân thành các bạn đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi video của Thuận Dương, xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Và sau khi xem xong, các bạn nhớ ủng hộ, nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận Dương nhé. Tại vì khi các bạn nhấn like và đăng ký kênh á, là các bạn cũng, khi mà Thuận Dương có những cái video á, thì các bạn cũng là người nhận sớm nhất. Thuận Dương xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới. Xin chào các bạn nha.